Chào quý vị và các bạn trở lại với Minh Audio ở Đông Hà Nội. Chiếc Mazda Spark là một bộ âm ly rất khủng của dòng giải mã Onkyo. Con này là một con âm ly giải mã 7.1. Nó khủng theo hình thức bên ngoài cũng như nội thất bên trong. Hình thức thì vẫn còn tương đối mượt mà. Nói chung tổng thể còn mượt mà. Mặt tiền đây. Con âm ly này tôi bán giá là 5 triệu đồng, hàng bãi zin luôn các bác nhá. Âm ly này có giải mã đường quang rất nhiều tín hiệu đường quang. Tôi sẽ mở nắp đây ra, các bác có thể. Mặt trước cũng có đường quang này và các nút chức năng. Tôi đang chạy tín hiệu vào đường quang là digital DVD để chế độ sitte, chế độ chuyên nghe nhạc. Sơn tí tí đây thôi. Đó, cái gạt núm này thì nó hòa vào cái mặt nền này. Nhưng mà quan trọng của âm ly này nó quá gấu luôn. Bề ngang là 44 và bề sâu cũng 44. Nó hình vuông luôn. Mở cái nắp ra các bác có thể xem nội thất bên trong luôn nha. Nó siêu khủng. Nên các bác ngoài việc nghe nhạc, các bác có thể ghép vang, hát karaoke, có thêm lọc nhạc nữa thì càng VIP. Nó không khác gì một cỗ máy bên trong. Zin hết nha các bác nha. Nguồn đây cũng khá đủ to để các bác có thể dùng đúng không. Tản nhiệt thì như một cái hộp vuông, hai bên chạy kín sò than luôn. Con này tôi cũng phải dùng từ cối đá để miêu tả về cân nặng của nó, bởi vì nó nặng kinh khủng luôn. Các bác nhìn cái cọc loa để thể hiện nó thể hiện những cái loại âm ly mà có cái cọc loa cái này thì nó thể hiện ngay cái sự trau chuốt cũng như là sự cao cấp của sản phẩm. Số series là 20521. Đó. 513W, điện 100V, sản xuất tại Malaysia, nó là dòng đời cao. Đường quang, đường analog. Nói chung nó nhiều quá vô vàn, kể không thể hết được. Hai đường quang ra này, còn màu đen trên này là đường quang vào, đường quang số 1 tương ứng với DVD. Còn analog thì các bác muốn cắm vào CD hoặc là tape hoặc video 1, video 2 đều được. Nó không khác gì một cỗ máy. Đặc trưng của cái hãng Onkyo này thì nó thường làm những cái sản phẩm mà nó có cái cấu tạo cũng như là độ gấu cao. Mở to hơn để các bác có thể trải nghiệm âm thanh. Nó khỏe nên là chất âm nó rất dày dặn. Ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đảo. Những buổi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ngày sau. Nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá. Xoay xưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu. Tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để tự dạ lên đầu. Gửi lại phố phường chuyện đôi mình thương mai xa cách ngàn phương. Cuộc đời sương gió chiến tranh nơi miền xa qua những vùng xa lạ quá. Quê hương bao la những chiều đông quân bên rừng. Có nút audio selector để các bác có thể chọn được vào. Tôi đang chạy vào đường quang số 1 để đường quang số 1. Còn đường vào thì nó có rất nhiều đường. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lòng gió người em đã ra đi không nói lời biệt ly. Và khi nghe nhạc chuyện thì các bác để chế độ sitte này, chế độ chuyên về nghe nhạc. Còn nếu muốn âm thanh vòm thì để cái chế độ surround. Đó, cũng vào đây. Dặm về theo sáng
rất nhiều nút chức năng. Các bác muốn chỉnh ba chép ấn vào setup để chế độ số 3. Đây, số 3. Đến số này nó ra số 3. Ấn enter. Tôn con cho, ấn enter. Đấy, nó tăng giảm bên này. Đó. Ấn enter lần nữa ra test. Hoa lá cỏ cây cũng buồn theo thanh. Đây, lên xuống để ra test này. Đó. Trở lại xóm nhà. Chỉnh rất dễ thôi. Vài thao tác là sẽ chỉnh được. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.